Ok, mọi người nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Alo? Rồi ạ, tôi ạ. Rồi. Một phút chuẩn bị vào lớp nào. Hôm nay chuẩn bị tinh thần thoải mái đi, như bạn Hùng nói phải thoải mái tí để cho nó hay, hiểu không? Nào các bạn nhìn này. Hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách thiết kế trên một cái phiên bản, đó là phiên bản Illust. Tất nhiên là nó sẽ về một số cái như là vườn màu rồi hòa trộn, nó sẽ không được như là Photoshop được, nhưng mà chúng ta sẽ làm tương tự. Và các bạn sẽ thấy rằng là nếu trình độ chúng ta đủ thì chúng ta có thể làm Illust ngang ngửa Photoshop mà giống, gần như giống hệt nhau, mà người ta không phân biệt là mình đang làm Photoshop hay Illust nha. Nhưng trong Illust thì nó có một cái tính năng rất là quan trọng, bởi vì đó là thiết kế về chữ thì người ta phải dùng trên Illust thì nó mới tốt hơn. Thì hôm nay thì thầy sẽ bắt đầu về làm một sản phẩm về thương hiệu về cái dầu gội đầu đấy, để chăm sóc cái tóc. Thì đây là những cái nội dung của chúng ta, và đây là những cái phông chữ mà thầy đã chuẩn bị rồi. Thì trong trường này thì để muốn làm được ra một cái thiết kế thì chúng ta cũng đừng bao giờ lười, có nghĩa là gì? Chúng ta đánh phông chữ xong rồi chúng ta xuống dòng. Thế là sao? Coi như nội dung chúng ta sắp xếp xong thì thực sự là nó không có gì mà sự khác biệt cả. Và để muốn tạo ra một sự khác biệt thì các bạn nên phải cầu kỳ hơn một tí, đó là chúng ta phải có tính thiết kế. Và sau cái bài này thì thầy cũng rất là hy vọng rằng các bạn sẽ làm rất nhiều thể loại bài này để design về chữ cho thầy. Đây là một dòng về mỹ phẩm thì mình sẽ làm thêm tương tự nhà nhá. Ví dụ thầy sẽ tách bỏ cái chữ này ra, Ctrl X. Đó. Sau đó thì thầy sẽ dùng T và thầy tích thẳng màn hình như thế, như Ctrl V thì thầy có một cái đầu tiên là một cái phông chữ. Phần thứ hai thầy tiếp tục, thầy sẽ tách tiếp theo là Ctrl X tiếp theo một lần nữa, và thầy lại tách ra. Đó, thầy phải tách ra từng phần một như thế này. Và tiếp theo nữa thì thầy sẽ copy cả ba, cuối cùng là Ctrl X. Đó, rồi thì bây giờ thầy sẽ T và dùng tích cho nhảy. Đó, thầy sẽ có ba cái đối tượng. Thì cái đối tượng một thì thầy sẽ dùng cái phông chữ, đó là thầy muốn nhấn mạnh vào cái trong cái giá trị như là buổi 1, buổi 2, buổi 3 thì thầy đã chia sẻ cho em là khi chúng ta phân tầng về thiết kế thì chúng ta sẽ nhấn mạnh cái gì. Thì ví dụ thầy sẽ chọn một cái phông chữ này như này. Đây, thầy sẽ copy tên phông UTM đây. Các bạn nhìn thấy chữ Facebook chưa? Ctrl C. Sau đó thì các bạn sẽ chọn ra đây thì thầy tích vào đây một cái, thì thầy sẽ tích Ctrl V, tại vì khi thiết kế thì nên chuẩn bị những cái phông. Và những cái phông nào mà ổn thỏa thì các bạn cũng nên nên lưu nó lại. Tên phông là gọi là phông mỹ phẩm chẳng hạn. Được chưa? Phông thứ hai của thầy thì thầy sẽ chọn vào đây. Ctrl C và tích vào đây là Ctrl V này, các bạn nhìn này chưa? Thì với một cái phông như này thì thầy sẽ chọn vào cái chữ chiến binh và thầy chỉ vào đây, y ngắn thầy chỉ vào đây cái thì thầy có một phông chiến binh. Đó. Đấy, nó rất là đơn giản như này thôi. Thầy sẽ chọn vào vị trí này. Đó. Tiếp theo thầy sẽ chọn một cái phông cuối cùng là thầy chọn vào phông này. Chúng ta sẽ copy cái tên phông Ctrl C. Sau đó thì sang bên này Ctrl V thì các bạn sẽ thấy là đúng ra cái phông rồi. Đây ạ. Chúng ta sẽ copy là Ctrl C. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào nó và Ctrl V là paste đúng cái phông chữ. Hình như là chúng ta copy có đúng đấy. Ok, Ctrl C. Sang bên này thì chúng ta sẽ xóa đi và Ctrl V. Đó. Rồi. Hai phông này giống nhau à? Ok, vậy thầy sẽ chọn một cái phông như thế này đi. UTM Time nhỉ. Ok, thầy sẽ thu nhỏ lại à, đặt được phần phía dưới của đối tượng. Ok à, trong trường hợp này thì sau khi mà đã chọn phông thì thầy sẽ bỏ cái phông này đi và bắt đầu thiết kế về cái cụm chữ. Thì các bạn nên lưu ý này, với tất cả những cái giá trị về này thì cái chữ của chúng ta nhá, khi mà các bạn dùng những cái phông mềm đồng ý nó đẹp, nhưng không bao giờ được quyền là làm cho nó khó nhìn. Nên chính vậy thì thầy sẽ xóa một số tính năng của nó đi. Ví dụ thầy sẽ chọn một cái màu. Ok, chúng ta sẽ chọn một cái màu, và chúng ta sẽ chọn một cái màu đó.
Và phông chữ này thì thầy sẽ chọn một cái phông chữ UTM. Các bạn sẽ cho dưới. Có thể là nó sẽ phải đơn giản hơn. Có thể là nó phải có chân. Mọi người có thể chăm sóc. Ví dụ như thế. Đó. Rồi. À, rồi, lúc này thì mọi người chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và căn vào giữa bằng cách tích vào đây. Chúng ta sẽ có đối tượng nằm giữa. Nhìn thấy chưa? Rồi, sau đó thì các bạn sẽ đẩy lên giúp thầy. Và tiếp theo cái phần chiến binh này thì thầy sẽ chọn 1, chọn 2 và lại tích vào giữa để căn vào giữa của nhau. Đó, có nghĩa là khi làm. À, vậy thì xem đoạn này có vấn đề gì không? Thầy tích vào đây. Thầy sẽ lui vào trong một tí. Rồi. Thì các bạn nhìn này, với một cái đối tượng chữ mà chúng ta thiết kế thì chúng ta nên để ý là chúng ta nên convert nó, Ctrl Shift O. Trước khi convert thì bạn nên copy thành một cái cụm. Và cái cụm chữ để tránh trường hợp mà khách hàng người ta cần yêu cầu thay đổi thì mình sẽ thay đổi rất là nhanh. Nhưng cái hình này thì mình cũng nên là convert đi, Ctrl Shift O. Chọn vào File và chọn vào Ctrl Shift O như này thì các bạn sẽ thấy rằng là thầy đã convert nó. Và cũng tương tự như vậy thì thầy vẫn convert nó luôn. Với cái cách convert như này thì các bạn nhớ một điều rằng là khi bạn đi mang đi in ấn thì nó sẽ rất là đơn giản, nó sẽ không giờ bị sao hết. Chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2, tích vào đây. Và chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là transform. Ở đâu nhỉ? Chúng ta sẽ chọn Shift F7 và căn chỉnh đối tượng. Đó. Cũng tương tự như vậy, chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2, tích vào đây, lại căn vào giữa. Đó. Thế là tương đối rồi. Này, các bạn nhìn này chưa? Đó, thì trong phần này thì thầy sẽ cách điệu đầu tiên là thầy sẽ cho cái chữ chiến binh này của mình hơi bị xa nhau quá thì thầy sẽ tích vào đấy, đúp vào, tích đúp vào, các bạn sẽ quét cho toàn bộ cái này và thầy đẩy đi xem này. Đó, thầy sẽ đẩy nuôi sang bên này đó. Sau khi làm xong tích đúp vào thì bắt đầu chúng ta chỉnh lại toàn bộ cả ba luôn và căn vào giữa nhau. Đó, các bạn nhìn chưa? Và tiếp theo nữa là các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó có một cái sự rất là rối trong phần dấu của chúng ta thì chúng ta có thể tích đúp vào để làm gì, chúng ta điều chỉnh lại. Cầm này kéo xuống đây một tí. Đó thì cái dấu của chúng ta nó đơn giản hơn và cũng có thể là cho nhỏ này, không nhất thiết phải quá to như vậy. Đấy, các bạn nhìn nhá. Rồi, trông nó hiền hòa rồi. Tiếp theo cái chữ này thì chúng ta cần phải thay đổi một tí nữa là chỗ này. Ok, vậy thì với một cái hình chữ như này thì chúng ta làm một cái nào thì đầu tiên thầy sẽ tách nó ra bằng công cụ chuột phản. Chọn vào biểu tượng là phần ungroup. Thì ungroup thì cái này là riêng biệt này. Phần thứ hai là cái bộ chữ thì mình sẽ đẩy lên trên một tí nữa. Đây thầy sẽ đẩy lên trên một tí nữa để cho nó uốn éo hơn, được chưa? À, cái này thì thầy sẽ chọn cho nó to này để... Ok, đẩy xuống tí. Rồi. Chọn 1, chọn 2 và căn chỉnh lại để xem nó chuẩn xác. Kết quả toàn bộ rồi. Thì các bạn nhìn này, với một cái hình như này thì chúng ta sẽ phải dùng cái công cụ phím E. Thầy sẽ xóa phần này, xóa phần này đi. Xóa bằng công cụ gì thì chúng ta sẽ chọn vào E và chúng ta sẽ xóa đi này. Các bạn sẽ nhìn thấy thầy xóa rất là đơn giản như này. Ok, tiếp theo thầy sẽ xóa phần phía giữa. Và tiếp theo thầy sẽ xóa phần giữa. Đây là những cái tiêu chí mà chúng ta sau này khi mà kể cả thiết kế về những cái logo mà bắt đầu về cách điệu chữ thì chúng ta cũng phải làm những cái thao tác này. Đó, các bạn nhìn này chưa? Thì cái chữ này của chúng ta nó đơn giản hơn rất là nhiều. Và bắt đầu chúng ta sẽ quét qua thêm một lần nữa. Các bạn nhìn vào đây. Chúng ta chọn là pen trừ và bớt điểm cái này đi. Chúng ta không dùng điểm nhiều quá. Đó, rồi tiếp theo chọn vào đây, chọn vào đây. Thì các bạn có nên bớt không? Và lúc này chúng ta phóng to nên bắt đầu để chúng ta điều chỉnh lại. Ở đây nó có các đầu điểm chốt thì chúng ta dùng Shift C là cách biến cắt cánh tay đòn. Và cũng tương tự như vậy thầy cắt cánh tay đòn bên này. Ok, chúng ta sẽ chọn vào phím E và đây là Shift C thêm một lần nữa thì các bạn sẽ thấy là tôi sẽ cắt cánh cái đòn này rất là đơn giản. Đó, xong rồi. Rồi tiếp theo, cứ làm để đấy đã, chắc chắn chưa chuẩn đâu. Nhưng mà chúng ta sẽ chọn vào pen trừ, bớt điểm đi. Và tất nhiên là đảo ngược bằng Shift C. Có nhiều người hỏi Shift C là cái gì thì Shift C đây, Shift C đây. Nhìn không ạ? Và chúng ta tích vào đây một điểm, mất cánh tay đòn. Và mất cánh cái đòn thì các bạn sẽ nhìn thấy nó rất là đơn giản như này thôi. Ok. Tiếp theo thầy sẽ phóng to. Tiếp theo như này thì thầy lại P trừ thì các bạn sẽ lấy tích vào đây. Đấy, tích vào đây. Là Shift C chúng ta sẽ tích vào đây một điểm và chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Các bạn có nhìn thấy thầy sẽ cắt bớt cái này không ạ? Rồi. Tiếp theo phóng to một lần nữa thì lại
fan trừ và ship C một lần nữa những cái biểu tượng này, ship C tắt bớt cái này đi để cho thẳng hàng. Rồi, sau khi làm xong thì các bạn sẽ nhìn cái đường này nó chưa được chuyên nghiệp lắm thì chúng ta sẽ sử dụng một chiêu thức đó là smooth. Nhìn không ạ? Cái đường smooth này nó sẽ làm có tính năng là làm mềm cái nét của chúng ta nên chỉ chúng ta cần vuốt qua cái này thôi. Ok thì như này. Đó thì các bạn sẽ thấy nó rất là trơn. Cũng tương tự như vậy, thầy sẽ chọn cái bên trong và thầy sẽ vuốt cái dưới. Ok. Đó, thấy chưa? Chuyên nghiệp ngay. Tiếp theo cũng tương tự như vậy thì thầy sẽ phóng to cái phần phía dưới chỗ này nên bằng cách nào thầy sẽ vuốt qua cái này tí, thầy sẽ vuốt qua cái này một tí là xong rồi. Đây, chọn vào đây. Vuốt qua cái này tí. Đó. Thấy chưa? Thế là chúng ta đã có một cái chữ nó khá là ổn rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cách điệu cho nó bằng cách như sau. Các bạn nhìn này, trong trường hợp này thầy sẽ vẽ một cái biểu tượng như sau. Có thể quét qua cái điểm này và đẩy lên trên. Đẩy lên trên. Các bạn có nhìn em ạ? Đấy là cách nha. Còn nếu không thì các bạn sẽ để nguyên cái vị trí cũ. Nhìn em ạ? Nào, chúng ta sẽ hạ thấp cái trọng tâm này xuống, thấp xuống một tí nữa để cho cái kết cấu chữ nó sẽ đẹp hơn. Bắt đầu làm. Chúng ta sẽ tiếp theo một cái giá trị pen của chúng ta sẽ pen chọn vào đây. Tích vào đây một điểm. Tích vào đây một điểm. Có nghĩa là chúng ta design cái phông chữ có thể là nó sẽ nối lên. Còn nếu mà trong trường hợp này mà chúng ta thấy rằng là Ctrl Z lại nhá. Các bạn sẽ thấy là nếu mà cái hình này của chúng ta nó bị thấp quá thì chúng ta sẽ cắt bớt thêm đoạn nữa vào đây. Ví dụ các bạn sẽ cắt bớt đoạn này được chưa? Rồi, bây giờ bạn sẽ chọn vào pen, bạn tích vào đây một điểm cho tôi và tích một điểm cho tôi ở chỗ này. Đó. Đấy nhá, rồi, tích vào đây, các bạn sẽ chọn vào đây. Ok, thầy sẽ cho cái này nó đẩy cao lên một tẹo nữa thì cái design thì nó mình sẽ tốt hơn. Được chưa? Rồi, xong phần này thì cái phần này thì các bạn sẽ làm sao tích vào đây một điểm và P trừ bớt điểm đi và bẻ cong lại. Cũng tương tự như này, cái đề này thì chúng ta sẽ dùng P trừ bớt đi và lại bẻ cong lại cho nó đẹp hơn. Đấy, có nhiều người làm thì chúng ta sẽ phải rất là kỳ công cái này một tí, bởi vì mình là người thiết kế thì mình phải bỏ công sức ra để làm cho nó cầu kỳ. Thì với những mỹ phẩm thì người ta sẽ thích những cái dòng như thế này. Pen tôi sẽ tích vào đây một điểm và tôi sẽ tích vào đây một điểm. Ok, và tôi sẽ bẻ cong vào đây một điểm. Các bạn sẽ nhìn thấy nhá. Và trong trường này thì tôi sẽ bẻ cong tiếp theo một đoạn nữa vào đây. Và tôi sẽ bẻ cong vào đây. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ đã làm xong được cái phần đầu tiên của hình thiết kế của chúng ta. Và với cái hình như này thì chúng ta sẽ nối nó trở thành một để làm sao để chúng ta có thể tiếp tục chỉnh sửa để cho nó đẹp hơn. Đúng không ạ? Rồi, tiếp theo. Với cái này P trừ, bạn sẽ bớt điểm này đi cho tôi, bớt điểm gì cho tôi. Nó là cái câu chuyện mà chúng ta cần phải làm rất là kỹ. Ok, chúng ta sẽ cầm điểm này, chúng ta bẻ cong lên đây. Ở đây thì thầy sẽ để nguyên cái này chỗ này như này. Và dùng cái smooth thôi để cho nó mình làm đơn giản hơn. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Trông nó rất là trơn. Rồi, tiếp theo chỗ trên thì mình cũng làm cho nó bớt cái điểm đi cho nó trơn hơn. Ok, tiếp theo xuống đây thì bắt đầu chúng ta chỉnh sửa. Thì cái hình này thì tôi sẽ bẻ cong cái này xuống một tí. Mọi người có nhìn thấy này không ạ? Và tích vào đây thì chúng ta sẽ có một cái biểu tượng từ đây đến đây. Ok, tích vào đây. P trừ. Đó. Rồi, tiếp theo vẽ cong. Rồi, chúng ta sẽ P trừ. Chúng ta sẽ làm chuôn chỗ này. Ok. Sau khi mà đã tính năng này thì cái chữ B của chúng ta, cái chữ bộ ba này chúng ta sẽ cần phải sát lại bằng cách là tích nút vào. Thì mình có thể chọn chữ O này nuôi vào đây một tí. Ok, chữ số 3 nuôi vào đây một tí để có khoảng cách nó sẽ tính kết cấu nó sẽ tốt hơn. Rồi là quá không hay lắm đó. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây và phóng to một tẹo nữa này. Rồi. Tiếp theo, sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ thì tôi sẽ quét qua phần phía dưới của đối tượng. Nhìn này bạn, tôi ấn vào Ctrl G điểm dịch để tôi chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2 và căn nổ giữa nhau. Đó, thì các bạn có nhìn thấy chỗ này nó ôm cua rất là đẹp rồi, nhưng chỗ này phải vát theo. Thì lúc này tôi sẽ chơi một trò như sau. Tôi cũng dùng pen, tôi tích vào đây một điểm.
À, tôi sẽ chọn cái điểm này lên trên để nó tạo ra sự to nhỏ này. Các bạn nhìn thấy chưa? Cái này tôi sẽ bẻ cong này. Ok, mọi người có thể thấp xuống một tí này được không? Đó. Hoặc các bạn có thể là khi mà với một cái hình như này thì bạn có thể chọn vào điểm tượng này, bạn đẩy lên trên này. Sau đó dùng công cụ Shift C, chỗ này Shift C là bẻ cong cách trực tiếp này, chúng ta sẽ bẻ cong như này. Để nó ôm cua theo cái hình này. Nha, đấy, design thì chúng ta cần phải làm rất là kỹ những cái việc này cho tôi. Tiếp theo cái số 3 của chúng ta thì chúng ta cũng có thể cho nó mềm mại được, nhưng trước khi sự mềm mại thì tôi sẽ loại trừ. Đây, với cái này thì sao? Tôi sẽ phải ép một cái đường cong bên từ bên này sang pen. Chúng ta sẽ tích lên một điểm. Chúng ta sẽ tích vào đây một điểm và chúng ta sẽ nối vào đây. Ok, sau khi mà làm xong bên này thì chúng ta lại tiếp tục chọn bên này. Có nghĩa là đây là mình đi dài cấp độ bình thường thôi. Chúng ta sẽ làm cực kỳ kỹ về cái này, Shift X. Trong quy trình khi đồ thì bạn có thấy là nó bị mảng như này thì bạn có thể ấn Shift X để nó trở thành nét cho chúng ta, để chúng ta lại tiếp tục chúng ta chọn vào đây. Sẽ bẹp cong. Đó, làm thì tất nhiên là nhanh thì tốt rồi, nhưng mà vấn đề là không đẹp thì cũng có đi hết. Các bạn nhớ nha, tôi sẽ chọn vào đây. Sẽ bẹp cong. Và tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta bẻ cong. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Và sau khi đã làm xong được cái này nó khá chỉnh chu rồi thì chúng ta cũng nên smooth lại một tí, là cái chỗ này cần tí này, cái chỗ này cần tí này. Rồi, và sau khi làm xong thì chúng ta cần điều chỉnh này thấp vào trong một tẹo nữa thì cái câu chuyện của chúng ta nó sẽ đẹp hơn. Đó, bạn nhìn thấy chưa? Kết quả Civic. Đó. Rồi, sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng này thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu đến cái phần này tôi sẽ hạ thấp trọng tâm xuống. Phần này thì không cần nhất thiết phải làm thì tôi sẽ chọn là P trừ, tôi bớt điểm đi. Và điểm này thì tôi sẽ tích vào đây thì tôi có một cái vó góc này. Thì bạn sẽ nhìn thấy cái chữ của tôi, chữ B nó đã được xong. Các bạn nhìn chưa? Đó, và sau khi mà tôi uốn xong được cái hình này thì tôi sẽ đẩy cái phần này lên trên một tí nữa để cho nó đẹp hơn, có thể là nó thêm nhiều điểm quá. Chúng ta sẽ chọn lại. Rồi. Tiếp theo, sau khi mà đã uốn được cái hình khá là tốt rồi, đây các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ chọn được P trừ. Đó, tiếp theo chọn vào đây. Cố gắng làm sao mà khi thiết kế các bạn sẽ để vào cái đoạn này nó phải có to vừa nhỏ nhé, các bạn nhìn thấy chỗ này chưa? Đấy, một cái đường nét mà nó đẹp thì nó sẽ phải có hội tụ tất cả những giá trị mà chúng ta đã chia sẻ rồi. Ok, tiếp theo một lần nữa để đẩy cái này lên thì kiểu nó để cho nó nhỏ lại. Rồi. Sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng rồi thì tôi chọn đối tượng tiếp theo, chọn vào đây và tôi căn một giữa nhau để nó tạo ra một cái tính năng. Một, chọn hai, thích vào đây một cái nữa thì bạn sẽ thấy nó vào giữa. Và cái này thì tôi sẽ đẩy lên trên. Đó. Thì đây cũng chỉ là một cái cách thức thôi. Và chúng ta sẽ làm xong một cái bộ chữ tương đối ổn rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ mượn thêm một vài chữ là tôi sẽ loại trừ này, tôi đặt bông hoa vào đây thì có tính sao thì lúc này chúng ta sẽ ấn vào Ctrl. Các bạn sẽ chọn vào My Computer, chúng ta chọn vào ổ E, chúng ta chọn vào cái AI và chúng ta chọn vào thư viện. Ở trong phần thư viện thì tôi có họa tiết hoa văn và tôi sẽ bật cái giá trị hoa văn lên. Thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có một cái file như này. Thì mọi người có thể tách nó ra bằng đây, bạn chuột phải vào cái này thì được gọi là cho cái ảnh ra khỏi cái mặt nạ và chúng ta tách ra đây. Ungroup, thì này tôi sẽ ungroup tiếp theo thì đây là bông hoa, tôi được chọn Ctrl C. Sang bên này thì tôi sẽ ấn ở đây là Ctrl V thì cái bông hoa của tôi rất là to. Đấy, làm một cái phông chữ mà chúng ta rất là kỳ công. Trong chuyện này thì chúng ta sẽ tích bỏ cái phông chữ này đi. Tích thêm lần nữa, tích lần nữa thì bạn sẽ xóa được. Và cái hình này thì rất là đơn giản là tích ra ngoài, bạn sẽ thu nhỏ lại và nó chính là cái hình mà dấu của chúng ta sẽ đặt ở đây chẳng hạn. Ok, ý ngắn chúng ta chỉ vào đây. Hôm nay chúng ta sẽ dùng một màu thôi. Rồi, thì bố cục đã tạm ổn và mọi thứ đã ổn rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến phần thứ hai, đó là chính là làm ra một cái biểu tượng về cái chữ là trên bóng mẩy hơn thì tôi sẽ chọn vào đây. Các bạn nhìn này.
ở đây nó sẽ có một cái cách như sau, là tôi sẽ dùng một cho nó một cái gradient, và chắc chắn cái gradient này thì tôi sẽ tích vào đây một điểm, tôi chọn vào y ngắn, tôi chỉ vào đây là màu đậm. À, các bạn sẽ nhìn nhá, đây chọn vào đây y ngắn và giữ shift chọn vào đây thì bạn sẽ có một cái màu nhảy. Tiếp theo tôi sẽ tích vào đây một điểm, tôi chọn y ngắn giữ shift và tích vào đây nữa, bạn sẽ có hai màu. Và tiếp theo tôi chọn vào giữa thì tôi kích đúp vào đây thì tôi sẽ được quyền chọn cho nó một cái màu đậm ở giữa, các bạn nhìn thấy chưa? Với cái này các bạn sẽ dùng công cụ phím G, bạn kéo từ trên này xuống cho tôi thì bạn sẽ thấy là cái chữ của chúng ta ở giữa nó có màu đậm. Ở phía trên này thì bạn có thể tích đúp vào đây, bạn chọn cái màu nó sáng hơn một độ nữa, ví dụ như là cái này. À, bạn có nhìn thấy không ạ? Và chúng ta sẽ dùng phím G và chúng ta kéo nặng hơn nữa. Ok, à, với cái này sau khi làm xong thì bạn sẽ ấn vào Ctrl C và Ctrl F thì chúng ta có hai cái đối tượng, và cái đối tượng thứ hai này thì tôi sẽ dùng một công cụ nét và tôi sẽ cắt một phần giữa của nó đi. À, với cái này tôi chọn đối tượng 1 này, giữ Shift chọn đối tượng 2 này, chọn hai cái nhá. Sau đó giữ công cụ là Shift M để giữ phím An, tôi cắt bỏ toàn bộ cái này đi thì chúng ta sẽ có một cái nét, một cái đối tượng nó nằm giữa, các bạn nhìn như một nửa không ạ? Tôi sẽ chọn vào cái biểu tượng là màu trắng và tôi sẽ giảm cái opacity đi tới tầm khoảng 20 hoặc 30% thôi thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ của tôi nó sẽ được bóng bẩy, ví dụ 20%. Ok, mọi người nhìn này chưa? Đó, tiếp theo với cái hình này thì tôi sẽ copy nó xuống là Ctrl C và Ctrl B để cho nó xuống một độ nhanh. Mọi người sẽ nhìn thấy và chúng ta sẽ giảm cái độ đi. Đó, các bạn có nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái lớp màng rất là đơn giản, là nhẹ nhàng nhẹ không ạ? Đó, mình làm sẽ phải nhẹ nhàng như vậy. Ok, vậy thì lúc này chúng ta đã xong được toàn bộ cái biểu tượng bên tay trái của chúng ta thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl G là group lại bộ chữ đã xong. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ đặt vào đây. Đây là một cái màu, một cái background, tôi sẽ chọn vào đây, tôi thu nhỏ lại. Và cái hình này tôi sẽ đặt vào đây. Thì các bạn nhớ một điều rằng là cái chữ của chúng ta đặt trên nền trắng thì nó sẽ rất là tốt luôn. Nên tôi sẽ dùng cho nó một cái gradient. Các bạn sẽ kéo đây và gradient này thì tôi sẽ để là một màu trắng. Thì trong trường hợp này nếu mà tôi để màu trắng này thì tôi sẽ để một cái thao tác nữa là tôi sẽ dùng cái gradient và tôi sẽ dùng phím G và tôi kéo tâm nó vị trí này. Mọi người nhìn này nhá. Và cái tâm này nếu mà nó có sáng được hay không, nó có tốt đây không là do cái này, thì bạn sẽ kéo đi cho tôi thì các bạn sẽ thấy là cái chỗ này nó sẽ làm sao, nó sẽ bớt đi. Các bạn có nhìn chỗ này chưa? Ok, thế là chúng ta đã làm xong được cái phần đầu tiên của một cái thiết kế. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào đây và Ctrl C và Ctrl F để chúng ta tạo ra những cái điểm nhấn kéo màu, thì chúng ta sẽ kéo xuống dưới này và dùng phím Y ngắn để kéo vào biểu tượng gradient, thì bạn thấy là tôi có một cái gradient ở dưới chân và là cho chắc cái bố cục thiết kế của chúng ta. Đấy, thiết kế thì thường thường thầy hay làm với giá trị là làm thêm một cái lớp đậm như vậy. Đó, rồi. Tiếp theo, lúc này thì chúng ta sẽ chọn cái nữa là file và chọn vào plate. Chúng ta sẽ chọn vào ổ e và chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào giáo trình. Và tất nhiên là chúng ta sẽ có một cái mỹ phẩm. Thì ở đây chúng ta sẽ có logo. À, chúng ta sẽ có một cái biểu tượng là một cái ảnh. Đó, và tất nhiên là tôi sẽ có một cái cô gái và tiếp theo tôi sẽ có một cái chai nọ. Đây là những cái tư liệu mà chúng ta chắc chắn phải sử dụng. Bạn nhìn này chưa? Đó, đây là những tư liệu. Thì cái tư liệu này thì các bạn rất là đơn giản thôi, bởi vì nếu mà đặt trên nền này nó bị lộ sáng của chúng ta thì chúng ta chỉ cần dùng cái thao tác là multi, bởi vì là chúng ta dùng trên nền là hòa trộn, màu đậm sẽ bị loại trừ. Ok. À, sau khi đã làm xong được cái tiêu chí này rồi thì bạn có thể vẽ thêm một cái nét vòng xuống để làm sao cho nó đẹp hơn, hoặc cái logo nó có thể đặt lên trên một tí nữa. Đó, ví dụ như này. Các bạn nhìn này chưa? Và cái này thì mọi người có thể sử dụng, ví dụ như là chúng ta sẽ vẽ một cái biểu tượng, một cái hình để bo góc cho nó, ví dụ như là thầy sẽ chọn nó nhỏ nhỏ nhắn xinh xắn này thôi. Và sau khi chọn xong này thì thầy sẽ chọn vào cái biểu tượng là thầy tích vào đây một điểm, thầy tích vào đây một điểm, thầy sẽ vo góc nó lại. Và tất nhiên là chúng ta sẽ dùng công cụ là Shift X. Các bạn sẽ thấy là đây là một cái nét, và cái nét này nó hơi thô thì bạn có thể chọn vào 0.75 để nó vừa thôi. Và logo thì chúng ta sẽ phải thu nhỏ lại, đặt vừa đúng trong cái hình mà chúng ta mong muốn. Đó,
chọn đối tượng một, chọn đối tượng hai và căn vào đối tượng giữa, bởi vì là khi mà làm thiết kế thì cái gì thầy cũng phải căn rất là chỉnh. 1, 2 tích vào đây thêm một cái nữa, tích thêm cái nữa này, như là 1, 2 này, thêm cái nữa giữ ship này, tích thêm một cái nữa này, đó thì bạn sẽ thấy là tôi sẽ căn chỉnh gì đấy. À, với cách như này thì bạn sẽ làm được cái hình của chúng ta rồi, và tất nhiên là một cái nét của chúng ta nữa thì chúng ta sẽ chỉ vào đây, giữ ship chỉ sang đây để lấy cái vị trí nét để làm sao cho nó liền mạch. Y ngắn chúng ta sẽ làm sao ạ? À, chúng ta sẽ chỉ thẳng vào đây thì các bạn sẽ thấy là lấy được cái hiệu ứng của đối tượng của chúng ta đây. Cái hình này nhìn chưa? Rồi. Thì công việc đầu tiên của chúng ta đã xong được cái vấn đề bên tay trái thiết kế của chúng ta. Còn các bạn nhìn này, đây là một cái hình mà chúng ta cần phải cân nhắc. Mọi người phóng to lên cho xem. Các nhìn thấy không? Đây là một cái ảnh mà thầy lấy được trên mạng. Nó nằm phong cách vẽ bằng tay nên là nhiều lúc bạn thấy cái này có cần nét không? Thầy không cần nét. Đôi lúc thầy làm cho nó ảo diệu đi, giống như một cái màu nước, giống như cái bút màu mà chúng ta vẽ bằng tay, chỉ cái sự rõ ràng nó chưa chắc là cần thiết. Lúc này sau khi mà làm xong thì thầy sẽ phải cắt cái đối tượng ở đây, chỉ còn nền trắng thôi, vứt lên phần đen dưới đi. Nhớ là phải kiếm một cảnh vào trên nền trắng nha. Rồi, vẽ qua đây. À, với một cách vẽ qua đây thì thầy sẽ quét qua cả hai và ấn vào Ctrl số 7 thì các bạn sẽ thấy là cái hình của chúng ta mất cái phần trắng đi. À, có nhiều người đặt cái câu hỏi bảo thầy tại sao nó làm được như vậy thầy? Đây, CX. Nhìn chưa? Cái này là khung hình, còn cái này là hình ảnh. Chúng ta quét qua cả hai và dùng công cụ Shift F7. Ctrl số 7, chúng ta sẽ thấy rằng cảnh của chúng ta được đây, tư liệu đã xong. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ có một cái cô gái, và cô gái thì thầy sẽ đặt vào đây. Đây là cái cô gái mà thầy sẽ rất là mong muốn là cô ấy sẽ làm cái thương hiệu tóc cho thầy đó. Các bạn nhìn này không? À, với một cái cách như này thì thầy sẽ cho nó xuống dưới cùng với cái nền background và trường dưới tất cả và bắt đầu làm nha. Các bạn nhìn này, cách làm cho ảnh chìm vào nền: bước 1 chọn vào hình, bước 2 chọn vào transparency, bước 3 tích đúp vào ô gần ô ảnh, bước 4 bỏ clip để nhìn được hình ảnh, bước 4 bỏ clip để nhìn được hình ảnh, bước 4 bỏ clip để nhìn được hình ảnh. Đây ạ, các bạn sẽ nhìn thấy rằng là bước 4 bỏ clip để nhìn được hình ảnh. Bước 5 vẽ một hình to hơn hoặc bằng và bắt đầu chúng ta sử dụng cái thao tác. Ví dụ tôi vẽ hơn to hơn bằng thì các bạn nhìn này, ở đây cái đối tượng của chúng ta nó sẽ sử dụng trong cái mặt nạ của đối tượng chúng ta là dùng cái màu đen trắng là tốt nhất nha, các bạn nhớ nhá. Rồi mọi người ghi đi cho nó kỹ nào. Nào các bạn nhìn này, ok, vậy thì sau khi tôi chọn vào màu đen trắng thì xong thì các bạn sẽ thấy rằng tôi sẽ chọn vào đây và tôi chọn vào biểu tượng là cái hình tròn và dùng phím G và chúng ta sẽ kéo từ trái qua phải và các bạn có thể kéo từ đây đến đây, các bạn nhìn không ạ? Và trong quá trình khi kéo thì các bạn sẽ thấy là cái này chìm vào nền thì lúc này tôi sử dụng một thao tác rất là quan trọng, đó là chọn vào biểu tượng màu trắng lần lấn sang màu hình này của các bạn, nhìn không ạ? Các bạn nhìn thấy cái phần chân dung nó sẽ rõ ràng hơn không? Và trong quá trình khi mà các bạn làm được như này xong thì các bạn có thể dùng một cái hiệu ứng cho cái biểu tượng là cái effect này, cái mặt nạ này, bằng cách là chúng ta chọn vào effect, chúng ta chọn vào biểu tượng là làm vỡ hình. Thì trong cái phần pixel này thì chúng ta sẽ có một cái vỡ hình rất là hay. Các bạn sẽ nhìn thấy cái này, tôi sẽ cho nó vỡ đi, ok. Đây, thay cho việc này. Thì bạn sẽ nhìn thấy cái chỗ này nó nám nhám này. Đó. Các bạn nhìn này chưa? Rồi sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ tất cả những đối tượng đó thì tôi sẽ tích sang đây và tôi sẽ làm một cái thao tác nữa cho các bạn, đó là cái bông hoa của chúng ta nó nằm đây rồi. Ok, đặt vào đây thì chắc chắn là sẽ rất là đẹp. Mọi người có rất nhiều kiểu thì tôi sẽ sổ xuống và tôi chọn vào biểu tượng hòa trộn. Ví dụ như là hòa trộn như này thì các bạn sẽ thấy là lập tức là tôi sẽ loại trừ cái nền gì ạ, làm sáng ảnh Diamante. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Đấy, thì với cái này thì các bạn sẽ thấy là nó rất là đơn giản và chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ giống như là cái biểu tượng hình của chúng ta sẽ làm đây cái hình của chúng ta này, cho nó điệu hơn, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ cầm, chúng ta kéo ra ngoài tí nữa,
Ok, chúng ta cầm đây, chúng ta đẩy ra ngoài tí nữa. Đấy, cho nó điệu. Các bạn hiểu không? Thiết kế đôi nút phải điệu. Rồi, tiếp theo cũng tương tự như vậy, tôi sẽ làm cho đối tượng này chìm vào nền bằng cách như sau. Kích nút vào đây. À, các bạn nhìn thấy chưa? À, chúng ta bỏ cái clip đi và chúng ta lại vẽ một hình to hơn hoặc bằng của đối tượng đó. Và chúng ta sẽ làm mờ chìm vào nền bằng cách, đây là đen trắng. Tôi sẽ chọn một cái đen trắng thì các bạn sẽ chìm vào nền chỗ này không? Thì thay cho việc đấy thì đang chuyển từ trái qua phải, đen là bên này mất hình, bên này giữa là có mất và còn, ở bên này trắng là còn hình, thì chúng ta sẽ dùng công cụ phím G và chúng ta kéo từ trên xuống dưới. Mọi người có nhìn thấy nó rất là êm không ạ? Đấy nhá, thì đây chỉ là một cách thôi. Các bạn nhìn nhá, đây chỉ là một cách thôi. Vậy thì có cách thứ hai nữa không? Thì mọi người có thể làm cho nó chìm vào nền nữa bằng cách này. Đây, đó. Sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng thì tôi sẽ đẩy cái này ra một tí nữa cho các bạn. Đây, cái hình này của tôi sẽ đẩy ra ngoài. Đó, để nó ăn khớp vào cái hình này thì trông nó sẽ dễ chịu hơn. Và phần thứ hai tôi điều chỉnh lại bằng phím G và tôi kéo từ trên xuống dưới đây để cho cái phần nào tôi muốn là cái bông hoa tôi nó phải rõ một tí. Đó, được chưa? Rồi. Bây giờ việc còn lại của chúng ta là gì ạ? Chúng ta sẽ làm cho tấm ảnh này có thể chìm lại một tí để cho nó không bị tranh chấp giữa hình và nền đây. Bạn thoát ra ngoài, bạn cầm này kéo này cho tôi. Đó, xong. Tiếp theo. Lúc này thì chúng ta sẽ phóng to và chúng ta cần làm một cái thao tác nữa, đó là một cái hình chúng ta phải đồ lại. Đây là những cái hình mà chúng ta cần phải đồ lại đi. Thì chắc chắn là các bạn sẽ đồ một pen. Các bạn sẽ chọn là pen đây cho tôi, tích thêm một điểm, bạn tích thêm một điểm. À, các bạn sẽ tích đều 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 một điểm. Ok, chúng ta sẽ tích đều một điểm, chúng ta sẽ tích đều một điểm và chúng ta sẽ tích đều một điểm và chúng ta lại bẻ cong. À, chúng ta sẽ rất là kỹ tính cái chuyện này, chúng ta sẽ bẻ cong cái bên này một tí. Ok. Tích vào đây. Ok, chúng ta sẽ tích sang đây, chúng ta sẽ tích sang đây. Đó, các bạn nhìn này chưa? Rồi, tiếp theo, chúng ta sẽ chọn vào đây và bẻ cong vào đây, chúng ta chọn vào đây, chọn vào đây. Chọn vào đây. Bên mình rồi. Ý mình là cái kiểu. Nào mọi người cho tự nhá, để thầy dạy cái này nào. Tiếp theo, chọn vào đây, giữ shift chọn vào đây. Chúng ta sẽ giữ shift chọn vào đây. Ok, chúng ta chọn vào đây. Chúng ta sẽ chọn vào đây, chọn vào đây. Ok, chúng ta sẽ kéo xuống đây và cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ đồ lốt tất cả những cái phần còn lại. Đó, kéo xuống đây, kéo xuống đây, tích vào đây một điểm, rồi bẻ cong. Rồi ok, thầy tích vào đây. Đó. Thế nên cái bước đầu tiên là thầy đã đổ được cái hình và thầy ấn vào D thì màu trắng và nét đen, các bạn nhìn này chưa? X mất màu, mất nét. Chỉ còn cái viền trắng thôi, đổ một cái màu cho các bạn dễ nhìn hơn. Màu cam. Tiếp theo cái chai thứ hai thầy cũng đổ luôn. Đấy, mọi người thấy nhá, tại vì đây là bộ ba nên là chúng ta cũng không thể ăn cắp thêm, có nghĩa là bớt cái hình của người ta đi được. Chúng ta sẽ chọn vào đây điểm, chúng ta sẽ tích vào đây điểm. À, chúng ta sẽ đi lên đây. Ok, chúng ta sẽ cầm biểu tượng này đổ vào đây. Kéo vào đây, kéo vào đây. À, và các bạn nhớ một điều rằng là khi đồ càng kỹ bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu nhá. Thì đây là một trong những cái câu chuyện để chúng ta có thể nhắc lại cái kiến thức. Bởi vì cái bài này nó giống như cái bài kiến thức mà chúng ta luyện về pen, kỹ bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu thôi. Ví dụ vừa chữ này thầy cũng đã luyện cho các bạn một ít về pen rồi. Tích vào đây một điểm, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Đó, rồi tiếp theo chúng ta sẽ cầm sang bên này và chúng ta sẽ kéo biểu cực đường cong.
Ok. Đấy, trong quá trình đồ thì các bạn có thể ấn ship ít, và cái nét to quá thì thoát luôn ra ngoài, làm cái nét nó nhỏ lại. Đấy, các bạn nhìn này cho tôi sẽ chọn cho nó cái nét có thể là 0.25, có thể thậm chí là có thể nhỏ hơn nữa, ví dụ như cái này tôi có thể chọn là 0.1 rồi. Được chưa? Lại sau khi mà thoát rồi thì chúng ta lại tích vào địa điểm này và chúng ta lại đồ tiếp được như bình thường, không có vấn đề gì cả. Ok, chúng ta sẽ chọn sang đây, chúng ta bẻ cao một đây. Tiếp theo các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi, chọn vào đây, chọn vào đây, và chúng ta sẽ chọn vào đây. Đó. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ kéo tận xuống đây cho tôi. Chúng ta sẽ vẽ cong. Rồi, sau khi làm xong thì tôi ấn Shift X thì tôi đã có được chai số 2. À, cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ làm nốt cái chai số 3 còn lại. Ví dụ đó, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ dùng pen tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Ok, tích vào đây, giữ ship thì chúng ta sẽ chọn vào đây, chọn vào đây, chọn vào đây, tiếp theo chọn vào đây, chọn vào đây, chọn vào đây, chúng ta chọn vào đây, đẩy lên đây, đẩy vào đây, đẩy lên đây. Ok, tiếp theo. Chúng ta sẽ chọn điểm giữa và chúng ta sẽ bẻ cong sang bên này. Shift X. Đó. Thì bạn nhìn này, với cái hình này thì bạn sẽ có thể là chọn vào đây và chúng ta sẽ bẻ cong tiếp, chọn vào đây. Chọn vào đây. Được chưa? Trong quá trình nét to quá lại như vừa rồi, tôi lại chọn vào biểu tượng này, chọn là nét như bình thường. À, lại chọn vào biểu tượng 0.25, à, có thể là 0.1. À, sau khi làm xong cái này nét này thì bạn muốn đồ tiếp thì bạn rất là đơn giản thôi. Nha, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn luôn. Ví dụ như pen, bạn tích thêm cái điểm vào đây này, đó. Rồi xuống đây, ra ngoài này một tí và chúng ta sẽ xuống đây. Ok, tích vào đây, tích vào đây, tích vào đây, và chúng ta sẽ bẻ cong. Tất nhiên là chúng ta sẽ bẻ cong xuống đây rồi. Đó. Và sau khi làm xong cái biểu tượng này thì chúng ta sẽ giữ phím men tích vào đây. Giữ phím men tích vào đây là mất cánh tay đòn đúng không? Rồi, không to tẹo nó ra này, kỹ tính đi. Rồi, tiếp theo chọn vào biểu cong của đối tượng đi. Đó, okay. Nếu mà có việc đồ sai thì bạn sẽ giữ phím Ctrl giúp tôi. À, chỉnh vào đây một tí là câu chuyện của chúng ta đã kỹ lắm rồi. Chúng ta tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Ok, xong. Bạn thấy chưa? Sau khi đã làm xong toàn bộ tất cả những đối tượng đó thì chúng ta giữ phím in chỉ sang đây thì tôi có 3 miếng màu cam, các bạn nhìn thấy chưa? Và nhiệm vụ của chúng ta là sẽ chọn 3 cái mẫu màu cam này trở thành một đối tượng. Thì bằng lệnh gì? Bằng object, bằng compopath, các bạn sẽ chọn vào Ctrl số 8. Ctrl số 8 là biến toàn bộ tất cả những đối tượng rồi trở thành một. Và khi mà tích vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy 3 cái này thành một và nó không phải có ungroup đâu nhá, các bạn nhìn chưa? Ok, và nhiệm vụ của chúng ta đã xong, chọn tập đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và chúng ta sẽ ấn vào Ctrl số 7 thì tự khắc chúng ta đã cắt được toàn bộ 3 cái chai. Với 3 cái chai này tôi sẽ đặt ở đúng vị trí là tôi sẽ đặt vào đây và cho lên lên trên và phóng đủ độ to ra. À, mọi người nhìn cái này chưa? Tí nữa chúng ta sẽ đưa ra ba mấy cái phương án xem cái nào nó đẹp thì các bạn sẽ sử dụng nó. Đấy nhá, đẩy vào đây. Ok, và toàn bộ cái chữ này thì tôi nghĩ rằng là cần phải cho nó to ra một tí và thấp xuống một tí nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Làm tí nữa rồi, ok, cái này hoa này cho nó ra một tí để cho nó cùng cua. Ok, và cái này đẩy lên đây. Mọi người nhìn này chưa? Rồi, sau khi làm xong thì cái này tôi sẽ ấn vào Ctrl C và Ctrl F. Đối tượng thì tôi sẽ kéo từ trên xuống dưới và thực hiện chiêu thức là mặt nạ bước 1 chọn vào hình. Và tất nhiên là khi mà tôi đẩy lên cái này lên thì các bạn sẽ thấy là cái hình của chúng ta nó sẽ bị dao, nó ăn vào cái hình ở phía trên này, các bạn nhìn thấy không? Thì lúc ngoài chúng ta làm giả bằng công cụ là cho xuống dưới một layer đó và bắt đầu làm mềm. Đây ạ, các bạn sẽ thực hiện là chọn đối tượng 1, chọn vào transparency
bỏ clip để nhìn được hình ảnh và vẽ một hình to hơn hoặc bằng cho tôi. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây khi tôi vẽ xong thì tôi sẽ dùng phím gradient, và gradient lúc này thì tôi sẽ chọn vào gradient đen trắng. Các bạn nhìn thấy chỗ này mờ chưa? Nhìn thấy chỗ này chưa? Đen đây, bên này đây mất hình. Ghi chỗ này là nằm chìm vào nền và bên này sẽ là trắng, còn hình thì tôi sẽ kéo từ trên xuống dưới bằng phím G kéo nhảy. Đó, mọi người sẽ thấy là chúng ta đã làm khá là chuẩn chỉnh rồi. Và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ thoát bỏ khỏi cái lệnh đi bằng cách click vào đây. Và tất nhiên là sau khi tôi làm xong thì cho cái hình này của tôi lên trên tất cả bằng Ctrl Shift hoặc vuông bên tay phải để tránh trường hợp nó bị đè xuống dưới. Rồi, tiếp theo, nhiệm vụ của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ làm cái ảnh này cho nó đẹp lên. Đây, tôi sẽ thoát bỏ ra một cái mới. Cái này để đi tôi làm bóng. Chọn đối tượng này, Ctrl C, Ctrl F và dùng hòa trộn soft line là làm cho nó cái ảnh của chúng ta đẹp hơn, trong trẻo hơn so với cái này. Các bạn nhìn không? Tiếp theo một đoạn nữa là chúng ta sẽ chọn vào đối tượng này và chúng ta thoát ra ngoài bằng đây, hay tương ứng với lại object và chọn vào cái clipping mask và chọn là ăn Ctrl số 7 là cho cảnh chui ra ngoài khỏi cái khung, cho ra ngoài, cho cảnh ra ngoài khỏi cái khung. Thì các bạn nhìn này, khi tôi tích vào đây một cái thì cái hình của tôi đã thoát ra ngoài và tôi phất đi thôi. Kiểm tra lại thì đây là cái khung này, và khi thoát ra ngoài thì thường thường cái khung của chúng ta nó sẽ tồn tại dưới dạng là không có màu và cũng không có nét luôn. Nên chính vì vậy mà chúng ta sẽ chọn một cái màu trắng. Đó, các bạn có nhìn màu trắng là được rồi. Và với một cái màu trắng này thì tôi phải làm cách nào? Tôi sẽ cho xuống dưới một layer. Được chưa? Tôi sẽ đẩy ra ngoài cho các bạn sẽ nhìn hơn. Có nhìn cái màu trắng không ạ? Tôi sẽ phóng to. Và tôi thực hiện chiêu thức là chọn vào Effect. Tôi chọn vào Blur và tôi chọn vào Gaussian Blur để làm nhòe cho đối tượng. Đó, làm nhòe cho đối tượng. Để cho nó phát sáng chỗ này lên để tôi thấy nó đẹp hơn. Ok. Và sau khi mà tôi đã có xong cái này thì một người có thể là chọn vào cái overlay để màu nó tươi lên này, Ctrl Z lần thứ hai này. Các bạn nhìn này, tôi sẽ đẩy lui vào đây sang bên tay trái nhá, nhìn nhá. Overlay này. Ok, đẩy sang trái này. Đẩy sang phải này để nó vào giữa này. Các bạn nhìn lên vào giữa chưa? Thì các bạn thấy là chưa, cái độ này chưa phát sáng lắm thì bạn có thể ấn vào Ctrl C và Ctrl S thêm độ nữa thì các bạn sẽ thấy là nó phát sáng thêm độ nữa. Thì cái hình này thì tôi sẽ cho nó nhẹ nhàng thôi. Ok. Thì các bạn nhìn thấy không ạ? Với một cái cách thức mà chúng ta sẽ làm thiết kế thì chúng ta sẽ làm ra một cái sản phẩm như này. Được không ạ? Đấy, thì đây là một trong những cái sản phẩm mỹ phẩm mà chúng ta cần thiết. Ví dụ cái hình này mà chúng ta thay đổi lại một tí nữa thì có được không? Thì cũng được thôi, bạn nhìn không ạ? Chúng ta có thể thay đổi lại được. Ví dụ này, chúng ta sẽ thu nhỏ lại. Và chúng ta sẽ đẩy vào đây. À, tiếp theo tôi sẽ vẽ một cái biểu tượng là một cái đường cong. Các bạn có thể chọn một cái đường cong như sau, ví dụ một cái hình tròn chúng ta vẽ vào đây. Cái đường cong này để gọi là tạo ra tính giống như một cái đường bàn để đặt một cái hình lên thôi. Chúng ta chọn đối tượng 1, chúng ta shift chọn vào đây và chúng ta loại trừ phần này đi bằng công cụ shift M. Và tiếp theo thì bạn sẽ chọn vào đây y ngắn thì bạn sẽ chọn cho tôi một cái gradient. Cái gradient này thì có rất nhiều cách làm. Bạn sẽ chọn vào đây 1, chọn 2, chọn 3, cho xuống dưới tất cả thì bạn sẽ thấy nó xuống dưới cả lớp nền này, nhìn chưa? Cái hình này các bạn sẽ chọn cho tôi một cái gradient là chỉ có đậm và nhạt thôi. Nhưng riêng cái màu nhạt này tôi sẽ chọn với cái opacity bằng 0 thì tự khắc nó sẽ bị thủng ở giữa. Các bạn nhìn nhé, đây thủng ở giữa này. Nhìn không? À, với một cái này thì tôi sẽ được quyền là thay đổi lại bằng công cụ phím G và tôi kéo đây, ví dụ nha, tôi kéo như này thì các bạn sẽ thấy này, nhìn nhá. Ok, tâm sáng nó nằm ở đâu thì nó sẽ sáng tầm đấy. Ok. Và tất nhiên là sau khi làm xong thì tôi sẽ giảm cái cường độ opacity tôi xuống rất là ít để tôi nhẹ nhàng thôi. Đấy, nhẹ nhàng thôi. Tiếp theo sau khi làm xong được cái biểu tượng này xong thì tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F thêm đổi nữa thì tôi sẽ thu nhỏ lại để thứ nhất là tôi lấy những cái biểu tượng này chuyển độ cho nó đẹp hơn, cho nó bắt mắt hơn. Cái này tôi sẽ chọn vào khoảng 20% thôi, nó rất là mờ. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Cái này thì cái trên này tôi sẽ chọn vào khoảng 20%. Đó, các bạn có nhìn thấy không ạ? Và tổng quan của cái này nếu mà thấy hơi bị to quá thì bạn có thể chọn vào đối tượng này và thu nhỏ lại để nó phù hợp. Chứ không phải cái gì chúng ta cũng cố nhá. Hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo cái này tôi sẽ hạ thấp trọng tâm xuống một tí nữa chỉ để chuyển cho nó bắt mắt hơn, ví dụ như này để nó tạo to nhỏ. Rồi tiếp theo lúc này tôi sẽ dùng phím hình tròn và tôi vẽ vào đây là một cái hình tròn. Tôi dùng phím y ngắn thì tôi chỉ vào đây. Rồi cái này mờ thôi, 50 để tạo nhịp.
Tiếp theo cũng là cái hình tròn đấy, tôi sẽ vẽ một cái hình tròn nhỏ hơn. Ok, tôi sẽ vẽ hình tròn này. Đó, 50. À, các bạn có nhìn không ạ? Bởi vì là đưa những cái bong bóng để cho nó vui, cho cái thiết kế nó vui thôi. Hoặc các bạn có thể ấn vào Shift X để nó có thể là thành viền, nhưng mà tôi sẽ chọn một biểu tượng hình này, chọn 20. Được chưa? Và tiếp theo tôi sẽ chọn vào đây là một cái hình nhỏ nhỏ hơn. Cái này tôi sẽ để là 50. Ok, và cái này thì tôi sẽ cho lên trên toàn bộ tất cả đối tượng thì để nó che đi. Mọi người có nhìn thấy cái hình này không? Đó. Rồi, tiếp theo, vậy thì sau khi mà bạn đã hiểu về tính chất toàn bộ tất cả những cái đối tượng của chúng ta thiết kế thì đây cũng là một cái phương án số 2. Các bạn nhìn này, tôi sẽ làm phương án số 2 cho các bạn, cũng là cái này, thì chỉ thay đổi mỗi cái kỹ thuật của cái này thôi. Ok, các bạn nhìn này, tôi sẽ quét qua toàn bộ với cái kỹ thuật số 2 nhé các bạn nhìn này. Đây là số 1. À, quên mất, chúng ta có thể làm cho cái cô gái nào có thể sắc nét được nữa chứ, đẹp hơn nữa chứ, đúng không? Chúng ta chọn vào đây, Ctrl C và Ctrl F là nó sắc nét lên. Và với cái sắc nét này thì bạn có thể chọn vào biểu tượng là soft line như này để cho nó cái chữ của chúng ta đẹp hơn, và chúng ta sẽ giảm cường độ đi một tí nữa để cho nó chuẩn xác. Đó. Rồi, tiếp theo. Nào, các bạn nhìn này, lúc này tôi sẽ kết qua toàn bộ và tôi copy sang phần thứ hai. À, với cái hình này thì tôi xử lý mỗi cái thông số của cái đối tượng này thôi. Thì tôi sẽ chỉnh cho các bạn về cách nha. Ví dụ như trong trường này thì tôi sẽ bỏ qua cái mặt nạ này đi. Chúng ta sẽ bỏ qua mặt nạ đi. Đó, ok, chúng ta sẽ click vào đây và chúng ta sẽ xóa bỏ mặt nạ. Và phần thứ hai tôi sẽ bỏ cái clip đi. Tôi sẽ bỏ vào đây để mặt nạ trắng này. Rồi thoát ra ngoài. Và sau khi làm xong thì tôi sẽ chọn vào đây và tôi sẽ chọn một cái biểu tượng là cái hình của chúng ta nó sẽ là không phải là 100% luôn. Nhìn không ạ? Nào nhá. Đấy thì các bạn nhìn ạ, cái cách thức là cái này để nó đậm lên thì nó có hay không, cũng hay nhưng mà nó lại bị tranh chấp hình chính của chúng ta. Còn loại nữa là các bạn sẽ chọn vào đây và chúng ta sẽ làm mặt nạ cho nó như này. Các bạn nhìn cái hình nhá. Tôi sẽ vẽ một cái mẫu biểu tượng như sau, tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ vẽ một cái hình lên, đè lên trên nó. Ra cái hình này là một màu xanh lá cây. Với cái màu xanh lá cây tôi cho xuống dưới tất cả thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của tôi là cái này đúng không? Các bạn nhìn này chưa? Tôi không dùng multi nữa. Dùng bình thường luôn. Thì với cái hình này tôi sẽ copy toàn bộ hình này chui vào mặt nạ của miếng màu xanh. Nhìn không? Thì đây là một trong chiêu thức người ta gọi là áp dụng mặt nạ cho cái gì nhỉ? Cái ảnh cho cái mặt nạ của hình. Tôi sẽ chọn đây là ảnh đây, Ctrl X là tôi cắt đi. Edit, tôi sẽ chọn vào Ctrl X. À, với một cái biểu tượng này tôi sẽ chọn một cái màu xanh và tôi tích đúc vào đây và tôi sẽ chọn vào Ctrl Shift V thì các bạn sẽ thấy là nó bị thủng ở giữa. Các bạn nhìn thủng ở giữa nhá. Thì ở đây trong cái Illustrator nó khác Photoshop. Photoshop chỉ có hai mặt nạ thôi. Photoshop có mặt nạ đen và mặt nạ trắng. Mặt nạ đen thì dùng với bút trắng và mặt nạ trắng thì dùng bút đen. Nhưng riêng cái ông mà gọi là ông Illustrator này thì nó là đặc biệt là nó có hai cái mặt nạ đấy. Thì lại có thêm giá trị nữa là dùng với hình đen và hình trắng. Nha, dùng với hình đen và hình trắng. Ví dụ như những chỗ màu đen này nó bị thủng hình, những chỗ màu trắng là giữ lại hình, nhưng mà chúng ta sẽ ấn invert thì nó sẽ đảo ngược. Các bạn nhìn đảo ngược chưa? Và với giá trị đảo ngược như này thì các bạn sẽ thấy là tôi sẽ chọn vào biểu tượng đây là cái hình lá cây của tôi. Tôi thích đổ màu gì đấy là việc của tôi, đúng không? Nhìn này, bây giờ các bạn thích đổ màu vàng cam đều làm được hết, nhìn không? Đều vàng cam này, đây là tiêu chí mà các bạn vẽ tay xong các bạn có thể làm được. Và với cái hình này, bạn yên tâm điều rằng là bạn cầm ở chỗ này, tôi sẽ vứt bỏ cái này đi. Cái hình này tôi sẽ cầm ở đây, tôi sẽ đẩy vào đây. Đấy, cho lên trên nhá. Rồi, sau khi làm xong thì sẽ quét qua tổng quan toàn bộ tất cả những cái đối tượng mà chúng ta cần thiết trong dưới tất cả. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái lá cây của tôi sẽ được lộ ra. Đó, mọi người có nhìn thấy cái lá cây của tôi không ạ? Đó. Nhưng cái lá cây này thì nó lại mang hơi hướng của cái vấn đề là nó theo tông màu mà chúng ta mong muốn. Ví dụ chúng ta sẽ thu nhỏ cái này vào đây. Chúng ta thu nhỏ vào đây. Mọi người nhìn này chưa? Và chúng ta sẽ đẩy vào đây. Đó. Cái chai này chúng ta có thể cho nó nhỏ lại. Ví dụ tôi chọn ở đây, cho nhỏ lại tí tầm này được không? Cho nhỏ lại thì cái đối tượng sau thì cũng phải ấn vào Ctrl D nhắc lại. Và cái bóng cũng cần phải nhắc lại không? Ctrl D nhắc lại. Rồi. Tiếp theo chọn cái bóng Ctrl D nhắc lại. Và tiếp theo chọn cái bóng này Ctrl D nhắc lại. Thì bạn có thấy là nó sẽ
chúng ta thu nhỏ mà chúng ta không bao giờ phải ngại là nó phải như nào ạ. Và tiếp theo, cái này thì các bạn sẽ chọn vào cho tôi là ví dụ gradient, các bạn sẽ chọn vào biểu tượng này đều được và chọn vào y ngắn chỉ vào gradient này thì nó đều nhận theo. Các bạn nhìn hình của tôi chưa? Và đây là một trong những chiêu thức người ta có thể áp dụng những cái chi tiết nhỏ vào trong thiết kế của các bạn với hai phong cách. Phong cách thứ nhất là các bạn dùng ảnh thật và cho chỉ vào nền. Phong cách thứ hai là dùng với mặt nạ của đối tượng. Các bạn nhìn này chưa? Alo? Dạ rồi ạ. Ok, vậy thì sau cái bài hôm nay các bạn sẽ phải vận dụng cho tôi với một cái tông màu làm về mỹ phẩm, có thể dầu gội đầu, có thể là mỹ phẩm kem, son môi cái gì đó, nhưng mà bạn áp dụng cho tôi theo phong cách này và làm tông sáng nha. Hiểu cách làm chưa? Nhưng làm trên Inlut nhé, không được làm trên Photoshop. Chúng ta sẽ phải làm phải cực kỳ là kỹ như này thì nó mới ổn được. Ok. Bài này thì thầy sẽ dừng ở đây để cho các bạn tập luyện với cái buổi đầu tiên trong cái Inlut này, để cho các bạn thành thục về cái Inlut, để chúng ta Photoshop Inlut chúng ta phải trình độ ngang nhau. Các bạn hiểu cái này chưa? Alo? Rồi ạ. Rồi, bây giờ stop và chúng ta sẽ chia sẻ cái này trên cái Zalo. Nên là ai inbox Zalo cho thầy nhá. Stop nhá.